Và ngày hôm thứ Năm, hôm nay thưa quý vị, đó là hạn chót của cuộc thống kê dân số năm 2020. Theo như thông cáo báo chí của cơ quan thống kê dân số thì ngày hôm nay thứ Năm 15 tháng 10 năm 2020 là hạn chót của cuộc thống kê dân số năm 2020. Tính năng tự phản hồi trên Internet vẫn còn hoạt động trên toàn quốc cho tới 11 giờ 59 phút tối ngày hôm nay 15 tháng 10. Theo như giờ chuẩn của Hawaii, tức là HST, và tức là 6 giờ sáng theo như múi giờ ban ngày miền Đông vào ngày 16 tháng 10 năm 2020. Mời quý vị hãy truy cập vào 2020census.gov để trả lời ngay ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì thời gian dự kiến cho việc trả lời qua điện thoại là vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Các trả lời trên giấy phải được đóng dấu bưu điện trước ngày 15 tháng 10 năm 2020. Và những người thực hiện cuộc thống kê dân số non-response follow-up sẽ tiếp tục giải quyết các địa chỉ không tương ứng cho tới hết ngày 15 tháng 10 năm 2020, thưa quý vị. Đó là ngày hôm nay. Và một lần nữa, sau bản tin này, thì quý vị vẫn còn một vài tiếng đồng hồ. Nếu mà chưa có làm thống kê dân số, xin quý vị hãy làm ngay. Thực ra làm rất là nhanh. Nhanh lắm mà dễ mà lắm. Nhanh, có 5 phút à. Còn nếu mà lâu lâu mà mình mò, chắc 10 phút là xong hết trơn luôn vậy. Chị thì hơi cẩn thận chút xíu, làm lần xong rồi coi lại. Xong trước khi bấm cái nút submit bỏ đi, gửi đi thì... quý vị coi tới coi lui chừng 5 cho tới 7 phút, rất là ngắn thưa quý vị. Rất là dễ dàng, quý vị hãy làm để ủng hộ cho mình xong nhiệm vụ mất công nhân viên lại tới gõ cửa. Đúng rồi. Trước sau thì mình cũng phải làm.